Alo, anh à, chào anh. Dạ, chào dạ. Hỏi thăm anh một chút. Thế thì 10 con đà điểu thế nào vậy Cũng báo ra mừng là về khỏe hết, khỏe hết à? luôn. Hôm Giờ đúng ra nay thì nó để ra nó đúng ra là bữa sáng 21 là tính đi đó. vâng. Ê, sáng mùa thứ năm là tính đi, nhưng mà qua ngày thứ tư là nó đã điện rồi, điện xuống là trong khoảng 9 giờ 9 10 giờ trưa bắt đầu mới bay đi xuống dưới. Rồi. Xuống dưới dặn hồi 2 giờ. Rồi. Dặn 2 giờ rồi mở ra thấy khỏe. Rồi Rồi. cái bắt đầu mới đi chuyến xe về tới Bình Phước, tới Bù Nho Bình Phước á. Vâng. Thì thấy có hai con nó về tới nhà mở ra, hai con nó hơi mệt mệt không? Dạ. Cũng hơi Thế là lo lo nhưng đi đi mà đi từ mình miền cũng Đông xuống đang Bình Phước mất bao nhiêu tiếng? mất có 3 tiếng mấy rồi 4 tiếng. À, thế là nhận ở miền Đông nó có mở ra tí nào cho nó hay hay không? Có như là tới miền Đông là mở ra cho nó uống nước ăn uống rồi nó thấy nó tỉnh tỉnh khỏe cái bắt đầu đi tiếp. Vâng. Về tới nhà thì đúng trời mưa nữa, trời về tới nhà nha, nhà mưa. Rồi À, mở mưa. ra xem thì thấy nó hơi mệt mệt đó, rồi cái cũng hơi lo lo. Rồi tới Vâng. chừng của đêm tới sáng mình cũng theo dõi đêm tới sáng cái nó khỏe khoắn lại hết, thấy mừng. Dạ. Vậy là như vậy là như thế là anh em mình qua một cái việc là anh em mình là một hai cái người dân Việt Nam không biết mặt nhau, nhưng qua cái kênh mạng là anh đã tin tưởng tôi đúng không? Đúng rồi. Anh bảo là anh rất là điều kiện không có này, anh chuyển qua bưu điện cho tôi là bao nhiêu tiền nhỉ? 21 triệu á. 21 triệu tôi ra bưu điện tôi nhận. Bình thường là tôi hay nhận qua tài khoản, nhưng mà anh không có Đúng tài rồi, khoản của em. rồi. Thế nhưng mà sau khi anh chuyển cho tôi 21 triệu thì là tầm phải đến một tuần sau nhỉ? Một Một tuần tuần, một sau tuần hơn thì một tôi tuần. sẽ bố trí là cái con đà điểu giống là nó phải thuốc thang, vaccine rồi nó phải cực kỳ đảm bảo. À, gửi từ ngoài Hà Nội này vào đến bến xe miền Đông Rất là xa cũng thôi. rất là xa xôi, mà Xa nhiều người nghĩ là cũng chưa chắc đã thôi. là dám làm như anh. Tôi nghĩ anh là cũng Đúng rất rất rồi, là can đảm. cái này cũng cái thử thách cho tôi đó, thử Được. thách nhưng Đúng rồi, mà chỉ có những người dám mạo hiểm, những người dám đối mặt với sự thành sự thật. Bây công. giờ anh đang sở hữu 10 con đà điểu rất là khỏe mạnh đúng không, rất khỏe mạnh. mà nhiều người khác không dám mua, và chắc ông này ông ấy ba cái này ông có gửi hay không, hay là tiền nong mình có bị gạt bị lừa hay không, rồi Đúng vào rồi, đúng vậy đó, đúng là vậy đó. Lúc đầu nó có nhiều bị người chết nghe được hay không. Mà báo bạn cáo với anh là anh cũng là một trong những số khách hàng là cũng có một vài người như anh đấy, cũng nhiều đấy, là họ cũng cũng gần như là ăn nằm ở nhà nghỉ gần ở bến xe miền Đông luôn. Thì cái kinh nghiệm của tôi là tôi muốn là vào đến miền Đông là các anh phải mở ra cho nó nghỉ ngơi uống nước cho đúng nó thoải mái là điều. Tại vì thực ra là nó ở trong một cái hộp kín như thế mà đi hơn 2 ngày vận hành, gần hai bây ngày vận giờ hành đó. đường xa mấy ngày trời mà nó rất khỏe, thậm chí xuống mở ra thấy nó lên không có gì hết Và thực ra là về đến miền Đông nó vẫn khỏe, thế nhưng mà nếu như nó chịu thêm 3 4 tiếng nữa về đến Bình Phước đúng không nhỉ? cũng không sao anh thì anh mình thấy nghĩ vị vậy. trí khác ở đâu nhỉ? Bây giờ để cho địa chỉ xác rồi sau nhà anh em mình có liên hệ nhau Vâng. không. Ở số nhà là 1570 đường 327, Vâng. thôn 5, xã Vâng. Long Tân, Dạ vâng. huyện Phú Riềng, Vâng. tỉnh Bình Phước. Bình Phước nó thuộc ở trong trong đấy, nó thuộc miền gọi là theo khu vực nào mà Miền Đông Nam Bộ á. miền Đông Nam Bộ? À, ok. Miền Đông thì Em từ dưới bến đầu miền Đông, bến xe miền Đông phải đi ngược trở lên nhưng vâng. mà Và em có gửi cái nội dung ở cái tờ in A4 đó, là thứ nhất là cái con dấu đấy để em lưu hành ở trên trên đường, là người ta đã có cái việc là không lo sợ về dịch bệnh rồi đấy. Và trên cái phiếu của em là ghi rõ là 0163530592 đấy, mọi vấn đề kể cả sau này anh nuôi anh phải chăm như nào, anh có vấn đề gì anh cứ gọi điện em sẽ tư vấn. Mà đặc biệt nhá, anh nhiều lưu ý là thỉnh thoảng anh cứ vứt mỗi một ngày mỗi con ăn khoảng 2 đến 3 đến 4 cái viên B1 ý. Anh vứt xuống Thì nền đấy, nó trắng trắng là nó lạ lạ, nó nhặt nó ăn nha anh nhỉ. Đấy. cái đó là chuẩn bị Vâng. đi đi để mua thuốc đi. Cái B1 đấy là nó để cho nó thèm ăn rồi nó anh cứ để ý nhá, con nào mà nó nhanh nhẹn thì thôi, nhưng mà con nào mà nó gọi là nó không hòa nhập được với đàn, nó hơi kém thì mình lại phải hỗ trợ nó.
hỗ trợ nó, tại vì thực ra nó đi nó mệt, nó thay đổi thời tiết, nhưng mà chắc là đến giờ phút này là con nào ăn rồi đúng không, 10 con đúng không, Rồi đúng rồi, con tức nào là ăn đêm tới khỏe mạnh sáng, đúng không? đêm đêm tới sáng là con nào cũng đứng dậy ăn hết, không có À con đấy, nào. ở trong đó nhiệt độ như nào anh? Nhiệt độ thì nay thì bình thường khoảng 32, 33 cái loại thôi, À 32, nhiệt độ như thế là 32 nó còn phù hợp hơn ở ngoài Bắc này bọn em nuôi đấy, vì có cái à, con không Bà biết đến Rịa đâu này nó cứ tầm 30 độ trên dưới một tí là nó rất thích hợp. đâu. Anh nhớ Ở là bạn thì giờ có lạnh lên miền Bắc vâng, á, thay miền Bắc, miền Bắc này có lạnh không? miền Bắc bây giờ hiện bây giờ là có hai mấy độ rồi mà nó đang mưa tầm năm bảy ngày rồi. Ở Thì đây thì ở ngoài đó thế thì mưa. anh cái nền chuồng anh thử mô phỏng là anh giải bằng cái gì, anh nót bằng cái gì. Là nhà thì rải một lớp Dạ cát như vậy, dạ lớp cát rồi vâng lộn hết những cái sỏi to to làm kỹ lắm à cho nó thải vô không. Rồi à cái khu viên là ban đầu mới về không có thải ra, thì dừng một góc thôi, một góc nhỏ, một trong một rồi đêm, nhưng khoảng cho nó khoảng trong 5-7 ngày rồi bắt đầu nó thải ra cái ngôi chuồng đó. rồi đúng rồi, anh cứ phải hình dung là nó mới về thì mình chỉ cần giữ ấm và nó ăn uống được, Giữ bắt đầu nó ấm. hồi dần đó, nó Hôm qua hồi nay dần là đi. đốt đèn giữ ấm suốt, giữ ấm À trong đêm. nhìn nó cứ bông tơi nhanh nhẹn, nó cứ nghịch nghịch ngộ ngộ là được rồi. Nhưng Vậy ngoài cũng ra thì mình thỉnh thoảng mình có thể là kết hợp với cái kỹ thuật ủ nuôi gà con ấy, anh có thể cho thêm uống thêm những cái khoáng rồi vitamin vi lượng rồi những cái gì đấy, nhưng mà đại khái là thỉnh thoảng cũng bổ sung thêm cái rau muống thái đấy, cái rau gì mà nó cái rau muống nhưng mà cái đấy là tuyệt đối là không được trộn một cám nhá, nó chua, cho ăn riêng mình nhé, không cứ ăn ăn về riêng về thôi, ăn 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 bao nhiêu ăn xong này nhét sạch đi, phần phần chỉ nhớ là nền cát nhá, không được rải trấu, không được rải rác, không được rải có bất cứ một là cái biết gì que cọng rác rưởi gì trong, là nó nghịch nghịch nó nhặt nó ăn nó ảnh hưởng. rồi Thứ hai để có theo là dõi cho nắm bắt. vâng đó, thì qua cái văn bản này em gửi kèm theo em hướng dẫn cách, thì anh đọc anh cũng hình dung ra một số những cái lưu ý rồi đúng không, Rồi một số cái lưu ý như thế. Nhiều người thấy nó ăn được thì cứ cho nó ăn toàn chất béo chất nọ, người lung đúng linh nhưng rồi, mà cái chân nó không phát triển kịp là nó bị liệt đấy. Rồi anh đúng cứ đừng rồi. đừng 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 nghĩ tầm dưới 10 cân anh không nhất thiết phải nhanh lớn quá, mà nó lớn nhanh nhất là từ lúc 20 cân đổ ra đến lúc một tạ là nó lớn, lúc đấy là tự cái cơ xương nó vận động cái thứ nó phát triển được. Mà thỉnh thoảng anh có thể bổ sung thêm cái gọi là cái thuốc canxi hoặc là cái thành phần thế để nó tăng 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 canxi khung xương, Đúng phát triển rồi. khung xương, Đức bộ phát triển xương. khung xương được nó mới lớn to. Mục đích của anh là nuôi là để gây giống đúng Thì một phần cũng nghĩ vậy, nhưng mà không? nếu mà thời gian dài mình nuôi thì tới 5-10 tháng rồi thì kết quả thì sau này phát triển có thể mua mình nuôi thành phẩm rồi cũng liên hệ với lại bên anh đó là có, nếu mà có thu nhập về thì nuôi phát triển thêm. Vâng, thực ra ở ngoài này bọn em thì nó được cái thể tiện thể là nó có cái thương hiệu rồi. Tức là những cái bà con ở các tỉnh miền Bắc này mà nuôi một vài chục con thì bọn em có những lúc là cũng đánh ô tô đi bắt để phụ làm giò này, rồi thì nói chung là cũng không 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 có mà mua đâu. Nên là cái nhu cầu không biết ở trong đấy nào, nhưng ngoài này thì bao nhiêu hết. Đấy. Như mình nói là như thời gian xa Dạ. nuôi tới tới ngày xuất chuồng mà nó thành thành phẩm thành thịt Dạ. thì có ở trại vẫn thu nhập vậy nữa. Có cái này nếu mà anh có, em cũng đây chỗ tình cảm em cũng gợi ý cho anh cứ hướng nữa là anh nên ví dụ như là có một hai con nào đấy mà nó trông nó ngộ nghĩnh thân thiện, nó đẹp đẹp thuần thuần ấy. Anh có thời gian anh có thể gửi bạn bè hay là bản thân anh bóc tách riêng ra mà anh thuần hóa nó làm sao mà cưỡi được nó, mình thuần hóa nó như kiểu để một số những để hướng khách hàng của mình tới đến một số những cái rạp chiếc hoặc là một số những cái khu du lịch người ta cần mua những con đấy một vài chục triệu, một hàng trăm triệu để người ta biểu diễn, để người ta cưỡi lượt đi đấy các thứ đó, thì cái đấy cũng là một cái ý tưởng gọi là mình gọi là Đúng một con nhưng mà nó giá trị được nhiều con rồi, đó, nó đã thì thành cái đứa là nó con đó là cái giá trị. đó thì đấy là cũng thấy anh rất là chân thành thì cũng hỏi thăm thế này có một số cái Rồi hướng như thế. rồi bây giờ bắt đầu dạng sự khởi đầu nam, bây giờ là nuôi đề rồi thời gian sắp tới thành công thì bắt đầu cũng tính tới rồi cũng liên hệ giao Rồi dịch thì anh cứ với mọi anh vấn đề em lúc nào sẵn lòng, vì em thực ra bản thân cũng xuất phát từ một người nông dân mà em rất thích chăn nuôi, đặc biệt là ở con Đà Điểu rồi ngoài này thì nó rất là thuận tiện cho bọn em thôi, nó ngay 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 cổng nhà em mà anh em cán bộ người nhà có thứ đạo
mọi điều kiện này em sẽ tạo cho anh em. Em cố gắng là gửi 5 con, 10 con, 20 con gửi đi khắp tỉnh luôn mà. Đúng rồi, Để cho anh đúng em nhiều là khi cũng được người ta, nhiều khi không biết cũng chỗ nào thấy mua. cũng tin tưởng lắm. Vâng. Tin tưởng. Thành Nói ra chung là là con giống khỏe mạnh đúng không? phải mạnh. Khỏe mạnh ở trong đó nhiều khi có tiền thì chắc ta mua được không? Tại vì trong đấy không có nguồn. Đúng rồi. Ở ngoài này thì Do con duy nghĩ nhất là cái đường xa. là Lúc nhiều đầu cũng nghĩ đường xa không biết là có mua được hay không, thì vâng. thấy sao sao quá, nhưng mà thấy bây giờ nó về nhà cũng thấy cũng mỹ mãn phần một phần rồi, tức là như vậy. Vâng. Đó thì cũng hỏi thăm thì anh em mình ngoài cái việc mua bán Rồi. nó có những cái việc tình cảm giao lưu cho cuộc sống anh ạ. Rồi Vâng. rồi Thế sơ bộ rồi anh cảm như thế ơn nhá. nhé. Có vấn đề Rồi thì anh cứ mạnh dạn, anh cứ không phải ngại rồi gọi rồi điện cho bên em sẽ tư vấn cụ thể hơn nhá. rồi có gì alo để tư vấn nha. Vâng vâng, ok anh. Rồi, Chào anh nhá, cảm ơn. bye bye. Dạ. Em à, khỏe không? Em đây. Tình hình thế nào rồi? Dạ, nó cũng khỏe khỏe rồi anh ạ. Hôm nọ em gọi là bảo anh là em tối hôm đấy em gọi mà em vừa mang nó về nhà, em không thấy anh nghe máy. Anh cũng bảo không biết là có việc gì không, anh cũng có nháy nhưng mà không có lâu, một lần không bắt máy được. Thế ông bảo hôm nay rỗi rỗi thì bảo thế là hai vợ chồng nhận 10 con đấy là đến giờ phút này là ok rồi chị. Nó cũng khỏe khỏe rồi, cảm ơn anh. Em đặt 10 con của bên anh đúng không? Anh bảo là tôi cứ gọi điện hỏi thăm rồi một số cái lưu ý anh gửi theo cái bản hướng dẫn chăn nuôi em đọc rồi đúng Em cũng không? đọc cái tờ giấy bên dưới đọc. Thế là vợ đi làm công chức à? Không, vợ em đi làm ở nhà thôi. Thế bây giờ em tả qua cái chuồng trại, cái nền chuồng để em chăm sóc rồi mọi mô hình như nào thì anh có gì thì anh còn lấy không bỏ bỏ vốn ra tầm bấy nhiêu tiền là cũng phải cẩn thận. Em mới đầu em là cái chuồng lợn đấy anh, Em nói to lên một chút đi rồi và chuồng mới đầu lợn. là cái chuồng lợn đấy, xong rồi em mới đầu em dắt vô đúng không, xong rồi em chạy cát nó cũng dày dày, xong rồi em làm hai móng điện úm với cả một móng điện sáng, đi chỗ hai chỗ để cho nó ăn uống. Cái chỗ nó uống thì em phải lấy hai bên là chỉ em kê lên để cho nó khỏi dẫm vào nhá. Em lấy hai cái xì kề Ở đấy đấy nó nhá, cao, nghĩa đấy là cái con vâng là điểu nó vâng cao mà cái mỏ nó cũng vâng như vâng cái cần cẩu ấy, nó cao thì chân nó không dẫm vào trong đó. là vâng em cũng Thế thấy, em xem trên video thấy cho ăn thì thế cho ăn bằng cám gì? em cho ăn bằng cám gà những loại nhỏ, loại viên 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 nhỏ béo nhỏ, mỡ. cố gắng lấy cái loại nó có tên tuổi thương hiệu lại tốt một tí, loại 21% protein đạm nhá. Thế là Hai mươi hay mốt là phần trăm ăn thì đừng không không nên để thức ăn nó chua hay là nó lưu cữu, cố gắng ăn ăn tươi mới và giữ được nhiệt độ của nó nhá. Thắp bóng khi nào mà những hôm nào mà nó mưa dầm dã nhiều hôm thì mình phải thắp thêm bóng để cho nó cảm giác khi nào mà nó tụm tụm vào nhau là mình biết là nó thiếu nhiệt. Nhiệt độ nó khoảng trên dưới 30 độ nhá, 30 và 3 độ. À, anh em vừa mới mua một cái gói canxi nó vuông vuông nhỏ, nó nửa cân ấy, tám nhỉ. Tốt Em pha thêm cám, pha vào cám, trộn vào cám cho nó ăn cho đúng, được. thế là tốt, tại vì em pha vào nước thì nó sẽ chua, em pha Em vào pha vào cám cám. hoặc là như hôm nào mà nó ăn cái rau mềm mềm, rau muống, rau hoa trắng mà nó thái hôm thái. qua hôm qua em mua ra muối về cho nó ăn cũng thấy Em lan ăn. thái đi, tại vì rau là nó là thành phần nó làm cho nó thoải mái, nó thích, nó ngọt, nó không sót ruột. Kể cả cái thành phần canxi hay thuốc gì đấy em cứ trộn với rau mà mình cảm giác cái lượng rau nó xô vào, nó ăn một lúc cái là nó thuốc nó sẽ hiệu quả hơn bằng cách mình hòa vào nước nó sẽ chua. Thứ hai là anh dặn đi dạy nạn này, bây giờ cái phần vôi ấy, là thôi tạm thời thế là xong rồi nhá, nhưng mà nhớ là không không liên quan đến vôi nữa nhá. Để vôi là nó con này là nó hay ăn cát, nó hay ăn cát thì cố gắng là mình phải làm sao là lấy một cái bao cát hôm nào nắng ấm mình phơi sẵn ra, thế xong lâu lâu thì mình lại phủ lên một lớp cát mới lên trên, và đặc biệt không để sỏi đá que củi bông rác gì ở trong cái nền chuồng đó. Lúc nó bé này thì mình không không nên cho nó ra khoảng rộng quá. 10 con đấy thì em chỉ cho bằng một cái buồng ngủ của vợ chồng bình thường thôi, khoảng 10 đến 15 mét vuông nhá. Nó chơi Em nó cũng đi lại thoải xuống mái. rộng như em ngăn đôi, là lúc mới đầu giải Là ngăn đôi hứa đúng hai rồi, mươi nó con khi nó to mới to đầu thì thì hứa 20 con mình thì chơi em cho làm to, nó. bây giờ Thế em là ngăn đôi rồi. thế là đấy, thì như ngay từ ban đầu đấy hai vợ chồng cũng tìm tìm đường tìm nước làm ăn, thì
xuống Vâng nhà anh cơ sở anh có thứ đặt tiền 5 triệu đúng không? đúng Đấy, thì rồi. anh cũng không chuyển ngay cho bọn em đâu, bởi vì con dấu này là bọn anh làm nó có tâm lắm, nên là nó phải Dạ đảm vâng. bảo đúng nữa, rồi mọi vấn đề vắc xin thuốc nó phải đủ quy trình, sau khi nó Dạ không mệt vâng. mỏi thì các thứ là anh gọi điện cho, hôm ấy còn tí không lần ra số của em, mai là anh lật lại cuộc gọi riêng, thế là anh mới Vâng. gọi lại anh bảo gửi đi, để anh gửi đi mấy chỗ liền cũng tầm cả chục Vâng. con một. Thế thì may là Vâng. trường hợp cũng không đến giờ phút này là nhận 10 con, nó cũng không không có cái rủi ro gì đúng không anh em mình. Vâng, nó Em ở ra chỗ lại nào Thái khỏe Nguyên hết. nhỉ? Em ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên đây ạ. Đông Hỷ, Thái Nguyên à? Đông Hỷ à? Vâng ạ. Vâng, em À, Đồng Hỷ cố gắng mà nuôi nhá. Nuôi thì anh bảo là ạ. có mấy cái hướng là nuôi, thì nếu như mà lúc nào nó trưởng thành mà có vấn đề thì bán mua nhà về cứ điện xuống dưới bên này cho bọn anh nhá, bọn anh có À, nhu cầu bán lại. Cái thứ dạ hai là vâng. nếu mà cái kinh tế thì thực ra nếu mà em nuôi được một vài con mà em thấy con nào nó khôn khôn khéo khéo thuần thuần thì em có thể vực nó lên thành những cái con đà điểu người ta để phục vụ cho những cái đạp xiếc hoặc là những cái khu du lịch để người ta cưỡi á. Dạ vâng. Cái hướng đấy cũng cũng tốt đấy, tại vì em bán một con đà điểu kia có thể là được cho chơi chục triệu chục triệu, nhưng mà nếu mà em thuần hóa Vâng. được một con đà điểu theo đúng cái mục đích mà cái sản phẩm người ta mong đợi có thể lên đến hàng Vâng. 80 triệu á. Đấy, ở Vâng. đây ở khu du lịch Phong Thanh này có một anh thuần được một con mà người ta đang mua lại là 80 triệu, thế là như thế là nó gấp Vâng 8 vâng. lần đấy, Vâng. tám lần. Nhưng mà nó quan trọng là mình lại phải vần vò, mình phải Quan thời trọng là gian về thuần. làm sao mà mày cưỡi được, hoặc là làm sao phải ra hiệu mà nó hiểu được, ví dụ nó xòe cánh hay là nó chạy nó múa hay là nó nhảy hay như nào đúng không ạ, thì lúc đấy mới nào Vâng. là cũng nếu mà có thời gian hoặc là có thể bắt ra một hai con nhờ bạn bè người thân biệt lập hai con một hai con đấy ra để mình vực đấy, một phần bán cho những người người ta có điều kiện về kinh tế, người ta muốn mua một con về người ta vui chơi ngắm nghía trong cái khuôn viên người ta, thì lúc này nó được giá hơn đúng không, Dạ vâng. nó được giá Em hơn. cũng ở sướng qua nhà anh rồi, gọi là năm sau thì chắc cũng quen biết rồi, năm sau em cũng gọi điện chuyển khoản cho anh đi. Mua mua Thì em rồi đến gọi nhà điện đến chuyển cửa khoản cho rồi anh thì anh đương nhiên là vâng chuyển khoản thôi, thực ra anh cũng có rất vâng nhiều người đỡ người ta phải chuyển xuống vài chục nữa. triệu, nhưng Vâng mà tâm lý ai thế thì thôi, mới cũng đầu. đi mới đầu đi xuống thì cũng chưa biết, thì cũng đi xem xong là xem chuồng trại nó làm như nào, xong nhờ cậy anh năm sau có Anh cũng sẽ cố thì gắng nhờ xây anh. dựng cái Vâng. trang của anh là đăng về cái một số những cái khuôn viên chuồng trại kỹ thuật nuôi rồi những cái lưu ý đặc biệt là anh đăng lên cái trang Em cũng hay YouTube ấy. xem Thì mọi người cũng cũng TV thấy là chẳng. nó cũng dễ nuôi thôi, thực tế bây giờ em là người nuôi rồi em thấy nó dễ đúng không, nó Vâng, cũng rất cũng đơn dễ. giản, nó như là uống con gà thôi, nó ăn cám ăn rau muống rồi nó uống nước rồi, thậm chí lúc nó bé thì trông nó còn ngộ ngộ đáng yêu đấy, Vâng. nó cũng dễ nuôi Dạo thôi. này nó cũng ăn khỏe lắm, mới nay nó Ui, cũng ăn khỏe lắm. em Vâng. lưu ý là không để chó hay là cái gì nó hoảng loạn, tại vì cái đôi chân nó rất quan trọng, chắc là em đọc những cái lưu ý anh in Dạ ra cho em vâng, rồi em cũng đọc rồi. đấy, đặc biệt là nó được phải để cho nó phát triển đều đặn gân cốt các thứ chân, mà không thể nhiều người nó thấy loạn được cho như là một cái bọc nước hay là nó liệt không đứng được dậy Dạ đấy, vâng. bởi vì cái chân nó chưa phát triển kịp với cái cơ thể của nó đó. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Hiệp anh ạ. Hiệp à? Dạ vâng Ok, ok ạ. đấy, thì Vâng. hôm xuống là anh thấy là vợ chồng vừa mới cưới nhau nhỉ, em vừa cưới năm vừa Vâng. rồi, Em vừa mới cưới anh ạ. vừa mới cưới vợ chồng ít tuổi, vợ ít tuổi. Vâng. Em ít tuổi mà. Vâng. Cũng muốn làm ăn xem nó như Nói chung là chăn nuôi là mình phải để ý em ạ, vì con này là nó nào. tầm Vâng. khoảng một tháng nữa là yên tâm hơn, thì về Dạ cơ vâng. bản bây giờ nó mà đang cái mùa tháng 7 mưa ngâu thì em cố gắng là em giữ được cái độ thoáng và độ ấm cho nó nhé. Cái Dạ con vâng. này là nó yêu cầu độ thoáng và đủ cái nhiệt độ phù hợp là trên 30 độ nhé. Thế còn ăn uống thì Vâng. thực ra cứ cơ chế như thế thôi, nó ăn thỉnh thoảng em cứ mua lên một cái hộp B1 đấy, mua một con một ngày có thể cho ăn 2-3 viên Dạ cái vâng. viên Em B1 trắng trắng. cũng mới đầu em mua rồi mà em cũng cho ăn mấy hôm thì em không cho em nó tên nhiều. Mỗi lần pha thì cho 3-4 viên trong nước thôi. Cho vào nước á. Cho uống uống. Vâng, em lại cho vào À, nước, em mới cứ đầu vứt ra em viên cho này vào là nước. nó nhặt thôi mà, vứt Nó nhặt. ra nền cát là nó nhặt luôn, À, vâng. mà nó ăn Em cát đấy, chứ mới đừng đầu nghĩ là nó ăn cát là nguy hiểm, nó vẫn ăn cát đấy. Nó nhặt cát, nhưng mà vâng. ví dụ như mình làm cái cát nó không bị bết, nghĩa là cát nó phải sạch sẽ khô, lâu Cát lâu của em cơ cũng khô, nhưng mà cái cát to to, cát xây, cát nó có viên viên to to.
Thế nó cũng không sao, Không sao mấy đứa cả. ta đổi, mấy đứa đổi đổi cát cát cho nó được Cái cát cát sông bằng. người ta đắp mịn mịn thì nó ok hơn. Hay nữa là lưu ý của nó là mình nên nên kết hợp với công tác gọi là để ý cái công tác gọi là thuốc theo như kiểu là cái công thức uống gà. Thỉnh thoảng mình phải Dạ cho nó những cái hôm mưa gió này là mình nhiệt độ ngoài Bắc mình này nó là đang đổi mùa, nó đang mùa nó cũng mưa. đang mưa. Thì mình không 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 mình để ý nó liên tục à nhá. Vâng, Nếu giả lúc đến sử có những tầm cái 10 gì cân thì chắc em hỏi anh để em tiêm loại thuốc gì đấy cho nó 10 kiểu cân thì mình mới em chan tiêm mình. cái mũi lưu cát sơn nhá. Lưu cát Lưu sơn thì em tiêm theo cái lưu cát sơn của gà, nhưng mà em vâng sẽ tính bằng trọng thể của nó từ mấy cái lượng thuốc của nó nhá. vâng Và tiêm ở cái phần gọi là tránh cái phần cánh và phần chân của nó ra. Đấy, phần chân thì vâng nó di chuyển, phần cánh thì nó cân bằng, để tiêm dưới dạ da thôi, vâng về cơ bản là như vậy. Nhưng mà thực ra là dạ lưu cát sơn đấy là mình tiêm là giai đoạn là phải 10 cân. Đấy, mà vâng nó phải như thế thì nó mới đúng cái giai đoạn để mình tiêm được, chứ mình tiêm sớm không được. vâng Tất nhiên cái mũi lưu không cát sơn thì anh thấy một số người người ta không tiêm cũng sao, tại vì người ta không nuôi theo không kiểu tiện được thì người ta nuôi tầm vài chục con, 50-70 con đổ lên thì người ta mới cẩn thận, nhưng mà mình nuôi 10 con mới có mật à độ. Và tất nhiên là anh vẫn khuyến khích em tiêm, bởi vì thực vâng ra dù gì dù mình đã xác định chăn nuôi là mình phải làm đến nơi đến chốn, từ vâng cái em ra cũng chuồng muốn trại tiêm cho nó đảm bảo ấy nó phải đảm bảo em ạ. Nó là vâng chăn nuôi thì mình tiêm được, phòng được và tiêm hết đấy. dạ Mình phải vâng săn bè, mình phải cẩn thận, mình phải đêm hôm rồi mình phải phòng chuột, phòng rắn, phòng chó, rồi phòng những cái việc những cái tấm nắp tấm đậy nó đổ nó lật nó làm cho con đà điểu nó hỏng chân hỏng đầu đầy người thì vâng cái cửa nó là nó úp cái cửa nó hay là chết hai con. Thế là những cái trong quá trình anh bán rất nhiều, một năm anh bán năng nhiều khách hàng rất nhiều, mà năm sau họ lại bắt, có những người năm sau rồi vẫn còn dính kinh nghiệm như thế. Thế mình làm sao mình Vâng. phải be lưới be bạt làm sao đấy, chỗ nào nó phải dễ quan sát dễ để ý đi ra đi vào, phải không? Mỗi tiếng nó phải Vâng. nhìn vào một lần cho nó uống cái những cái thuốc men tiêu hóa, những cái thuốc nó gọi là phòng nọ phòng kia đúng không? Mình cứ hình dung mình uống mình nuôi con gà như nào thế Dạ đấy, vâng. và đặc biệt để ý nó liên tục đấy. Thì Vâng. cố gắng là sẽ không để hụt đầu con đấy. Nếu Vâng, mà em cũng kết bạn Zalo với anh, cứ có gì khi nào em cũng gọi hỏi anh tí. Vâng. đấy, nếu mà không hụt đầu Vâng. con là nuôi là rất là có lãi. Bạn anh thì nó nuôi Vâng. là nó lãi bình thường, là lãi đấy, lãi lắm đấy, lãi hơn Vâng. gà, lãi lớn hơn, lãi hơn lợn đấy. Em Anh cũng như thấy thế thì anh thì cũng vâng. không không có cái vấn đề gì đâu, lúc nào có vấn đề gì mà nó hơi trục trặc cái gì là gọi điện cho anh luôn nhá. Ví Vâng, dụ như em là có những con trong đàn đông nó cũng có con họ con kia, có con nó nhanh nó chậm, nó chạy cạnh tranh thức ăn nó kém chẳng hạn. Cái con này nếu như cái con mà nó ốm nó đau nhá, anh lưu ý nhá, nó ốm nó chậm thì mình không nên dùng xi lanh để bón cho nó nhớ không, vâng. mà mình chỉ ngửa cái cổ nó lên, đặt cái người nó vào lòng mình mà ngửa cái kéo hai cái miệng nó ra và mình nhúng cái viên cám bằng viên đá lửa nhưng mạnh mạnh đấy, mình thả nó Vâng. vào cái hầu cái họng của nó, nhưng mà nhớ là thả là phải chừa cái xuống dưới qua cái chỗ lỗ thở để cái đường phổi của nó đấy. Vâng. Đấy, em hiểu không? Nó có một cái khoang ở Vâng. trong ở giữa tầm lưng lưng khoang, nó có một cái đường lỗ thở của cái đường hô hấp, thì mình Vâng, phải em phải biết tránh rồi. cái chỗ đấy ra, chứ đừng dùng hòa nước xi lanh bón mà nó sặc nhớ chưa. Thế là Vâng. mình cứ thả vào đấy, xong bắt đầu mình lấy cái có thể lấy cái xi lanh nhưng mà mình ngửa cổ lên mình phịt nước nó vào cái họng của nó đấy. Thì có những con nó chậm thì có thể là mình hỗ trợ nó, nhưng mà cái trường hợp của em là không phải như thế đúng không, Vâng, nhưng mà nó đều khỏe mạnh anh hơn. muốn là bần cùng thì mới phải bón, mới phải hỗ trợ, mới phải bắt, còn bình Vâng, thường em thì hiểu không phải con bón, nào phải ấy cắt quá thì mình mới phải làm như thế đấy. không Con nào em cảm giác nó không. đọn nó niết thì mình có thể Vâng. hỗ trợ thêm cho nó đúng không. Dạ Đấy, ví dụ vâng. như mình có 10 con mình để ý một tí, sau khoảng tháng nữa là ok, không vấn đề gì cả nhá. Vâng. Đấy, có vấn đề số điện thoại của anh đấy, 0163 5305982 Dạ ghi vào, lưu vào, vâng. ghi vào nhá. Em lưu rồi mà, em lưu anh Rồi thế nhá, ok anh cảm ơn, vâng, em cảm ơn chào. anh chị nhá. Vâng, Ừ, rồi. chào anh.